nằm ở vị trí cảng cá Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngọn hải đăng này cao 17m, tầm hoạt động là 13 hải lý vào ban ngày và 12 hải lý vào ban đêm, là khoảng hơn 22 km các bạn. Xem trực tiếp ngọn hải đăng. Rất là lớn các bạn.